Oh, hello, 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 hello. Giống xeo, nó sắp đi tà. Chào mừng tất cả các bạn cùng đến với buổi trực tiếp của Game TV ngày 17 tháng 3. Đây là kèo đấu 22 giữa Game Thủ Mạnh Hào U98 đối đầu với Exciter và Tùng Anh. Trận thi đấu đầu tiên ở trong kèo đấu này, U98 là người cầm Babylon, còn Mạnh Hào là người cầm Roman. Quân của thành viên bên phía đội bạn đó là Min và Asian. Cho tôi nghe mẹ chút, ok. Vâng, và chúng ta cùng đến với màn hình máy của Mạnh Hào trong trận thi đấu đầu tiên thôi. Quân thì có lẽ rằng là bên họ sẽ có một chút ưu thế hơn, bởi vì có một cung R của Asian, nhưng có lẽ rằng nó không phải là quá nhiều khi bên này cũng có Roman trong tay của em thủ Mạnh Hào. Và cũng thời điểm này thì cũng đang có những trận thi đấu trực tiếp diễn ra, đó là kèo đấu khai trương của team Sài Gòn. Vâng, nếu tôi nhìn không nhầm đó là team Gunny đối đầu với team BB. Vâng, ở trên đang có team Gunny và team BB với sự xuất hiện của Chim Sẻ Nắng và Hồng Anh ở trên trang aoe.com. Thì nếu như các bạn cảm thấy yêu mến team vâng, yêu mến những game thủ đó thì các bạn có thể vào trang aoe.com để có thể theo dõi. Và hiện tại thì Game TV cũng đã cho ra mắt chính thức sản phẩm Game TV Plus để cho các bạn có thể chơi vâng 3 môn thể thao eSports phối hợp ở trên phần mềm đó, đó là đế chế, vâng, bản đế chế 1, CSGO và Dota. Thưa các bạn, có thể vào download Game TV Plus trên trang gametvplus.com. Và bây giờ thì chúng ta cũng cùng quay trở lại với trận đấu này thôi. Màn hình máy thứ tư game thủ Mạnh Hào, tham lai đang là 23/24. Thiết kế chiếc BG để có thể ăn bãi quả. Bài cũng vâng kích đời ở 8 phút 10 giây với 23 nông dân, nhưng mà lại không sớm lắm. Sơ bài lên đời ở khoảng 10 rưỡi dành cho game thủ Mạnh Hào. Còn đây là game thủ U98. Vâng, một bài mà dường như bên họ dò rộng và đánh ít dân. U98 là người chết dường như chết một dân thì phải. Một bài cũng đã đủ đồ dành cho người cầm Babylon. Kích đời, ui giời. Vâng, trận đấu đầu tiên nó dễ lèo. Vâng, kích đời ở 9 phút 06 với công thức dường như là 27-1. Vâng, khá muộn. Như vậy thì Hào sẽ là người phải chém tốt. Homus.
Quay trở lại với trận đấu này thôi, màn hình máy tới từ Mạnh Hảo, hai lượt phát đều và ăn được khá nhiều dần tới từ Tùng Anh. Ba là Tùng Anh chuyển đến cấm pin. Tùng Anh lên đời khá muộn trong trận đấu này. Trong khi Mạnh Hảo bài kích ở khoảng 10 rưỡi. Vâng, đây rồi, đây là con ngựa giò tới từ dân thủ Tùng Anh. Vâng, xích nó lại, không được. Con ngựa giò có giáp, vâng, xuống có công nhưng không giáp. Nhưng nó đã khiến cho game thủ Mạnh Hảo cảm thấy khó chịu và đây Mạnh Hảo muốn tạt sang nhà thứ hai. Con ngựa giò không được, đây sẽ là pha bẫy. Không được, một bài AC gan dường như đang kín. Vâng, góc 6 giờ đang là khu vực của game thủ Tùng Anh đến với màn hình máy của game thủ Uchita. 6 giờ vẫn còn cơ sở đấy. Vâng, đến với màn hình máy của Mạnh Hào. Hào đang muốn úp thẳng vào nhà người cầm AC đi ăn. 5 ngựa chém. U98 đẩy hết quân lên em. Pha về E của Mạnh Hào nhưng không có gỗ. Vâng, nhưng mà rỉa là khá nhiều máu của những con cung rồi. Hào đang mất dần dần. Máy máy tới từ game thủ U98. Vâng, đây là U98, tham lai là 42/52. Nó đang mang tất quân lên để ốp vào nhà người của người cầm AC đi ăn. Liệu rằng ốp được trong tuần đấu quân này không? Đây một tuần có rất quan trọng. Vẫn là 4A bắt đều thôi. Vâng, 4A bắt đều. Tăng A thứ 5. Dí thẳng vào nhà, vâng, dí thẳng vào nhà nghe từ dưới. Nếu như đi xuống dưới thì sẽ bị chiếm một dốc này khá khó chơi. Ngay dưới nhá. Vâng, Tam Minh đang đi nhá. Chơi được mà, ít quân hơn mình mà. Ơ, có con cung là lò được chữ bên trong này. Vâng, một bài Exciter đang yếu thôi. Vâng, chém của game thủ Mạnh Hào đang đẩy lên. Mạnh Hào có thêm được con chém nào không? Đang có thêm được con chém nữa thì tươi quá. Bắn rỉa trước nhưng mà là đà rất hợp lý. Vâng, một thế trận diễn ra vẫn đang căng. Mặc dù Tham Bình có thể là sẽ đè một chút xíu, không bây giờ thì là cân rồi. Và bên họ đang có lợi thế về cung giờ AC đi ăn. Đây là Hào tham 9 rồi. Còn có quân không thành công. Nhà nó vẫn nhiều chuyện này.
Vâng, và sóc khá là trâu quần tới từ game thủ U98 nhằm ôm đối phương. Thằng này vẫn đang cân. Nếu một tình huống của Tùng Anh đang có những con lạc đà có thể đào. Khá đông cùng đời Sirian. Tiếp tục là tăng A, 7A rồi. Vâng, tơn quân đi lỗi tới từ người cầm AC. Khá ngon. Nhưng bây giờ người ta đang dồn thêm một tơn quân nữa đây. Liệu rằng tơn này có dồn được không? Đằng sau đang là khá đông lạc đà. Khoai rồi. Tơn này không thể chơi được. Vâng, càng đánh thì thế trận sẽ là càng 2-1 thôi. Nhưng mà Hào đã tham lai, đã quá bé. U98 đang thi đấu tốt. Trong mỗi đội ép đời là hơi xịt. Vẫn là rất nhiều A dành cho game thủ U98 trong trận đấu này. Tham lai vẫn cân. Nhưng một mình U98 đang là cân 2. Vâng, mặc dù cung đời Zidane đang là ít hơn nhưng lạc đà của Tùng Anh vẫn đang có hiệu quả rất nhiều. Tờ này có thể ăn được nếu như điều tốt. Tham lai này quá khó rồi. Vâng, một thế trận 2-1. Vâng, một trận mà Hào đang định tạt sang nhà AC một tơn nhưng mà nhà AC quá mắc, khiến cho Tùng Anh có thể khỏe hơn rồi Mạnh Hào. Chứ nếu như để solo thì có lẽ rằng là Tùng Anh sẽ yếu hơn. Tỷ số là 1-0 dành cho thành viên của bên phía Nam Định, và chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi trong ít phút để đến với trận đấu thứ hai.